cái team ba bé gái, ba mỹ nhân, hai mỹ nhân. Ừ, lại bé gái nữa. Nhiều bé gái quá. Bây giờ team nhiều bé gái vẫn chưa bị đi bắp ấy. Ừ. Nhưng mà nó vẫn chơi được. Chơi nhỉ anh ơi. Yeah. Ồ, căng nhỉ, căng thẳng ấy nhỉ. 36.7. Ừ, lần nào chị cũng cộng 3 nhánh choáng. À, em bà chống giấy hả? Chống giấy làm gì? Ừ. Cho giảm choáng chứ, làm gì chống giấy? Không, em kêu chị nhận để giảm choáng. Ồ, để em dễ ít căng một lít. Để cho nhận em ít căng một lít, nhưng mà rất là dễ bị giấy ra, sẽ hiểu. Cho nên là thả bằng số hạnh luôn. Ok. Ở thuyền cạn này. Em ở đâu? Gần thuyền. Thế là giữa map đi. Đây giữa map có người này. Thằng hề luôn này. Em thấy bé gái. Bé gái hả? Ok. Ơ em về về chị luôn. Hồi đòn xin cảm ơn Hảo bé gái. Nhện 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 em ơi. Đấy đã sau lưng đấy. Ờ thấy rồi thấy rồi. Ủa nó xin nước hoa chi vậy? Rồi sợ hồi đòn luôn. Còn hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra. À đến thơ nhẹ. Trời bé gái nhiều dữ vậy. Ờ ba bé gái lên mà. Hồi đòn tiếp. Hồi đòn quậy ta. Mấy gái hồi đòn nhiều lắm. Trời hút kìa. Rồi bạn hút hộ mình cái. Tội tiền đạo ghê. Thôi nó hút đi đâu luôn rồi. Làm gì trời. Đang ngon cay vậy, ngon tiện lấy giấy xong đẩy lên luôn. Rồi ba nhánh chống bẫy chắc chắn là xuống hầm rồi, không có nhiều. Xuống hầm luôn hả? Ừ. Dạ xuống hầm khó cứu lắm. Ủa bạn Little Girl kia đâu rồi? Bạn đâu hả? Thường cạn. Ôi lát, lát. Tự nhiên lát ghê thế. Ôi lát. Ôi, nó lag kiểu giật màn hình luôn ý. Ui, lag kinh khủng luôn mọi người. Em ơi, lag lắm luôn ý. Rồi, chúng cháu mở động. Thôi rồi lại hồi đòn nữa. Trời ơi. Thầm bà ti rồi. Có đủ ghế cho tất cả mọi người. Để nhện xuống hầm là ăn mộng. Để nhện rách xuống hầm là hỏng rồi. Ôi lag quá, nó bị cái gì? À, chị đang update liên minh cho nên nó lag. À. Chị update liên minh nên lag rồi, lag kinh khủng luôn, lag kinh khủng luôn. Lag này chơi kiểu gì ta? Ôi cứ được đi lúc mà nó lại giật, đi lúc nó lại giật. Ôi giờ cái hàm nó tàn tơ không luôn á. Rồi đứa nào dám xuống hầm nữa. Ui la qua em ơi, chết rồi chết rồi. Có đứa nào xuống cứu hầm không? Có tiếng tai rồi. Có doctor này, doctor đi cứu này.
Đấy, có người cứu, có người cứu Luca, Luca em ơi. Rồi, Little Girl bay rồi, Luca em ơi, Luca xuống hầm rồi. Đừng lo, đã xuống hầm là rất là khó lên. Đấy. Rồi lên kiểu gì này? Ăn thiệt. Ôi, hồi đòn nữa. Trời ơi, ngon dữ vậy. Hồi đòn liên tỏi. Ôi nó lag quá, đang chơi với một cái đấy, quá lag luôn. May quá cho đặt gương. Rồi. Điện đá không hốc luôn. À bay rồi. Ghế Luca em ơi. Ui lag. Ui rồi lag. Luca 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 Luca. Rồi. Ui rồi nó lag. Giật, nó giật màn hình. À, đúng là update liên minh là không chơi được, không thể chơi được một cái gì nữa. Em ơi, tiền đạo. Tiền đạo ở ghế Luca em ơi. Ôi sao không ở lại cam ghế? Rồi rồi em lấy đi, chỉ đuổi em tiền đạo luôn. Ok. Ơi nó hút, nó hút, nó hút, nó hút. Hút chưa rồi. Cười vãi. Tiền đạo chắc bất lực lắm, trận này hình như chưa hút được phát nào. Bác sĩ cứu luôn. Tiền đạo AFK rồi. Đuổi bác sĩ đi. Đừng để nó chích máu. Ôi máy. Còn có 3 người thôi. Máy ở đâu đây? Máy không có rung. Có dấu tay ở đây dưới map em ơi. Dưới map thiền cả thiền nhà tròi biển có người. Rồi trên thuyền có một đứa em ơi, có đứa mua xà beng trên thuyền rồi. Té nó sụp. Cái hầm ở đâu vậy? Cái hầm ở đâu? Cái hầm ở đâu? Nó mua xà beng trên thuyền ấy. Hầm ở đâu rồi, chưa nhìn thấy. À thấy hầm rồi, thấy hầm rồi, thấy hầm. Hầm ở cổng trước. Cổng trước à? À đấy, em trang cổng trước kìa. À quên mất, nó bay. Nó cậy được hầm rồi. Từ từ, đợi xíu là chị Lam. Đợi xíu chị Lam, em có lời kêu. Ok.